Netizen Trung Quốc thắc mắc tại sao người Việt có vóc dáng cân đối và hiếm khi béo, phì như vậy. Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề Tại sao người Việt có vóc dáng cân đối và hiếm khi béo phì? Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Mình ở đây được 2 năm rồi. Thường thì mình tự nấu ăn, thực sự không quen lắm khi ra ngoài ăn đồ Việt, khi chúng ta ra ngoài ăn đồ Việt chỉ là những xiên thịt mỏng manh. Tôi thực sự không quen ăn nó. Tôi lại thực sự không quen với việc trở lại Trung Quốc sau 4 năm ở Việt Nam. Tôi đã quen với món ăn Việt Nam rồi. Bạn đang làm ngành gì ở đây? Tôi đã từng học đại học ở đó bạn à. Tôi thì lớn lên ở Việt Nam nên rất sợ dầu trong đồ ăn Trung Quốc. Người Việt thực sự ăn đồ ăn rất nhẹ. Người Việt Nam theo đuổi một cơ thể khỏe mạnh nên sẽ không quá béo. Nó không ngon bằng đồ ăn chúng tôi. Dù tôi chưa quen với việc ăn nó nhưng sau này tôi sẽ khá hơn. Nghèo thì cứ vẫn nghèo thôi, cứ khoe khoang đi. Không có tỷ lệ béo phì ở Trung Quốc trong những năm 1970 và 1980 đâu. Chúng tôi thực sự không thích ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ, và chúng tôi chú trọng đến sức khỏe. Chúng tôi không thích béo. Nếu như vậy, chúng tôi sẽ bị béo phì. Với các bạn, chúng tôi không giàu nhưng cũng không phải là những người không đủ tiền ăn. Tất cả các loại rau đều có đặc tính chữa bệnh. Nghèo thì nói là nghèo đi, đồ ngon ai mà không ăn chứ? Bạn không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ, có đủ tiền mua dầu như dầu hoa trà không? Dầu trà không những không gây nhờn mà còn bồi bổ sức khỏe. Khí hậu của chúng tôi khác với khí hậu của các bạn. Thói quen ăn uống của mỗi nơi đều bị thay đổi bởi môi trường địa phương. Ăn đồ ăn từ những vùng không phù hợp sẽ không tốt cho sức khỏe. Bạn thấy ngon thì cứ ăn thêm. Không phải vùng miền, quốc gia nào cũng ăn giống nhau. Đứng trên cao và coi thường người khác. Ở hạng cân 168, tôi sẽ sang Việt Nam làm việc trong một tuần nữa. Liệu tôi có thể giảm cân thành công không? Đừng nghĩ tới chuyện đó, trừ khi bạn không nấu ăn, tôi cảm thấy mình vẫn béo đây này. Nếu bạn không tự nấu ăn, công ty sẽ cung cấp thức ăn và chỗ ở cho bạn. Không biết có béo hơn không? Nghe nói đầu bếp công ty làm ngon hơn tự nấu. Ước tính đồ ăn của công ty không nhiều dầu mỡ như ở Trung Quốc. Tôi đã tự nhủ trước đó là nên tập thể dục và kiểm soát chế độ ăn uống của mình. Nhưng ở Việt Nam thì tôi lại không làm như vậy. Kết quả là tôi trở nên béo hơn. Chỉ cần không đi ăn ngoài nửa năm, bạn có thể giảm được 20 cân. Bạn vẫn ở Quảng Đông phải không? Đồ ăn không có vấn đề gì với người Quảng Đông. Tôi hoàn toàn có thể thích nghi được. Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần và cảm thấy rất tốt. Bạn vẫn muốn đến chứ? Tôi sẽ suy nghĩ trước nếu tôi có thời gian. Vâng, bạn thực sự có thể giảm cân ở đó. Có vẻ như tôi đã ăn nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ hơn. Tôi giảm cân nhanh chóng nhưng khi về nhà lại rất dễ tăng cân trở lại. Đồ ăn Trung Quốc rất ngon, nhưng có vẻ như có quá nhiều nguyên liệu làm mất đi hương vị nguyên bản của đồ ăn, không thể cảm nhận được vị tươi ngon khi mới đến Trung Quốc. Tôi thường bị tiêu chảy khi ăn đồ ăn Trung Quốc. Nếu món ăn Việt Nam nhẹ nhàng, bạn có thể cảm nhận được độ tươi và ngọt của cá. Nếu không tươi, bạn sẽ nhận ra ngay khi ăn. Vì vậy, những người bạn Trung Quốc của tôi vẫn rất ngạc nhiên vì tôi có thể biết cá ngon hay không ngay khi ăn. Mùa đông ở Việt Nam ăn dầu cũng được, mấu chốt là khi sang Việt Nam ăn ở nhà một người bạn Trung Quốc thì ngon và không vấn đề gì. Chỉ là cảm xúc của tôi, không phải là một sự phán xét. Khẩu vị của tôi ở Trung Quốc thay đổi trong một thời gian. Tôi chỉ cần một món trứng tráng đơn giản với cà chua là hoàn toàn khác biệt, rất tươi và ngọt ngào. Tôi đã đến Quảng Châu, Thuận Đức và Sán Đầu. Đồ ăn Quảng Đông hợp khẩu vị của tôi nhất. Tất cả chúng ta đều ăn đồ ăn nhẹ và chân thực. Thế nên con gái Việt Nam rất là đẹp. Ha ha, bạn có thích không? Vợ tôi đến từ Bắc Giang này. Người Quảng Đông chúng tôi cũng thích tất cả các loại đồ ăn luộc, kể cả bắp cải luộc, gà luộc và hải sản luộc. Chúng tôi không cần bất kỳ loại gia vị nào, chỉ cần nước tương. Trách sao ở đây có nhiều người Quảng Đông đến Việt Nam vậy? Bạn không để ý sao? Có nhiều từ trong tiếng Việt có cách phát âm giống tiếng Quảng Đông. Họ gầy không phải do chế độ ăn uống mà do gen. 70% người Việt Nam và người Thái cũng có gen thalassemia này. Ở Trung Quốc có Quảng Tây, Hải Nam, Quảng Đông và miền Nam Vân Nam. Nếu mang gen này thì bạn sẽ khỏe mạnh không bị bệnh tật, như người bình thường nhưng sẽ không béo lên đâu. Đây là lần đầu tiên tôi nghe điều này luôn bạn ơi. Bệnh thalassemia là một bệnh di truyền và không có mối liên hệ trực tiếp giữa việc mang gen và béo phì nhé. Là người Quảng Đông, tôi quen ăn đủ loại đồ ăn khi đi du lịch Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc và Đông Trung Quốc. Tôi đã quen với nó ngay cả khi tôi đến Việt Nam. Đây là một lợi thế. Đúng là lúc ở Việt Nam, tôi ăn bao nhiêu cũng không tăng cân. Nhưng khi sang Trung Quốc, tôi bỗng tăng hơn 10 cân. Đồ ăn Trung Quốc vẫn còn nhiều dầu và nước. Mỗi món ăn đều chứa nhiều loại hóc môn khác nhau,
Sẽ thật lạ nếu bạn không bị béo phì. Đây là bữa ăn của tôi ở Việt Nam nhưng tôi vẫn béo. Bạn đã tự làm điều này sao? Vâng, tôi tự làm nó. Điều này có liên quan đến gen người. Chỉ cần nhìn người dân Quảng Tây là bạn sẽ biết họ đều gầy gò. Người béo hiếm khi được nhìn thấy. Tại sao tôi lại béo thế bạn? Nó liên quan đến chế độ ăn kiêng, không phải chủng tộc nhé. Tôi đang ở trong tình trạng tốt. Nguyên nhân thực sự là Việt Nam rất nóng, nhiều mồ hôi và ẩm ướt. Có vẻ như bạn có rất nhiều hoạt động khi đi qua đây. Miền Nam nóng nực nhưng không ngột ngạt. Nói đến ngột ngạt thì một số tỉnh ở Trung Quốc còn ngột ngạt hơn. Phở hương vị cũng ổn. Bún bò có giá khoảng 12 tệ. Giá gần như ở Trung Quốc. Chỗ tôi là 9 nhân dân tệ thôi. Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam cũng có tỷ lệ béo phì thấp và chế độ ăn uống của họ nhẹ nhàng và chia thành nhiều phần nhỏ. Không phải cấp độ thấp nhất là Triều Tiên sao lại trở thành Việt Nam rồi? Lào, Campuchia và Myanmar gầy hơn. Người dân ở những nơi nghèo hơn cũng gầy hơn. Có vẻ như bạn đã ở đó phải không? Tôi chưa đến tất cả những nơi đó, nhưng thành thật mà nói, tôi đã đến Lào. Nhiều cư dân thành phố Việt Nam béo và da trắng. Đừng lo lắng, thế hệ tiếp theo của họ sẽ có rất nhiều người béo. Tôi đã thấy hầu hết con cái của các đồng nghiệp Việt Nam của tôi đều béo. Rau ở Việt Nam ngon quá. Ha ha, chúng ta đến đây và trở thành động vật ăn cỏ mất. Tôi không nghĩ nó lãng phí. Nó rất ngon và tươi khi luộc. Đồ ăn Trung Quốc cho quá nhiều gia vị và dầu vào nên rất béo. Đây là cách ăn tốt nhất, tốt cho sức khỏe. Điều này đúng bạn à? Đúng là tôi thấy ở Việt Nam toàn người gầy và nhỏ. Bởi vì trước đây chúng ta nghèo nên bây giờ ngày càng có nhiều người béo phì. Chuyện này bắt đầu xảy ra lâu rồi. Tôi ở Việt Nam lâu rồi mà chưa thấy nhiều người béo. Hãy đến đây và ăn rau muống, giá đỗ mỗi ngày nhé. Miễn là nó không được đun sôi, tôi cảm thấy ổn. Cho tôi hỏi có người béo nào nước ta vào thập niên 60 và 70 không? Bún phở Việt Nam đều rất ngon. Tôi cũng cảm thấy ổn. Người Quảng Đông cho rằng điều đó là đúng. Nước mắm và mắm tôm thật kinh khủng. Mùi như bạn đã hút thuốc vậy. Tôi đến đây và giảm được một bao trong nửa tháng. Hồi mới đến đây, tôi ghét rau, bây giờ thêm dầu hoặc nấu thêm một phút, tôi có cảm giác như chúng đang lấy đi vitamin của tôi. Tôi không thể nhìn thấy người gầy vì tôi chưa đến Việt Nam. Tôi đã giảm từ 150 bao lên 128 bao trong 2 tháng. Anh ấy sẽ đến đây ngay thôi. Thật sự lần trước đi tôi hiếm khi thấy người béo. Trai đẹp Việt Nam có bắt mắt không? Có một số người đẹp trai, tôi nghĩ lông mày của họ đẹp hơn. Người dân khắp Đông Nam Á nhìn chung đều gầy. Nói chung đồ ăn họ có ít dầu và ít muối hơn. Tôi là người gốc Việt, ngoại trừ Quảng Đông, đồ ăn Trung Quốc của chúng tôi nhẹ hơn một chút. Ở châu Âu, chúng có nhiều dầu, cay và gia vị. Và ở Hoa Kỳ, tôi béo vì ăn khoai tây chiên và gà rán, hamburger và coca. Ngoài chế độ ăn cơ bản của chúng tôi ở châu Á, đó là đồ ăn nhẹ. Tôi có kinh nghiệm về việc này. Tôi ở Đà Nẵng được một tuần, đúng là người Việt không thích dầu nặng. Người dân Quảng Đông và Quảng Tây sẽ quen ăn uống ở đây hơn. Một số người Lào ăn rất nhẹ và không bao giờ dùng dầu khi nấu nướng. Ở Việt Nam, dầu được dùng trong nhiều việc. Họ có quá ít dầu, tôi thấy đói. Tôi cao 165cm và nặng 160kg khi tôi lên xe buýt ở Việt Nam, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi. Bạn đã thành công trong việc thu hút họ rồi đấy. Công nghệ nấu ăn của họ tốt hơn nhiều và việc gia vị cũng đơn giản hơn. Xét về những gì họ đúng thì họ vẫn sử dụng những phương pháp tương đối thô sơ, không giống như chúng ta ở Trung Quốc. Những năm 1980 và 1990 có rất ít người béo. Nếu chúng ta phải ăn uống chăm chỉ và làm việc chăm chỉ thì sẽ không có người béo. Tất cả những gì tôi có thể nói là ăn ít hơn thì tốt hơn. Tôi cảm thấy thói quen ăn uống của chúng ta có quá nhiều dầu. Từ những bình luận này, có thể kết luận rằng các netizen Trung Quốc có một cái nhìn đa chiều về người Việt Nam và văn hóa ẩm thực Việt. Các quan điểm nổi bật bao gồm: nhiều người cho rằng người Việt Nam duy trì vóc dáng cân đối nhờ ẩm thực ít dầu mỡ, nhẹ nhàng và lành mạnh, giúp tránh béo phì. Họ ngạc nhiên về cách nấu nướng đơn giản nhưng giữ được hương vị tự nhiên của thực phẩm. Điều này rất khác so với ẩm thực Trung Quốc với nhiều dầu và gia vị. Một số bình luận nhận xét rằng sự khác biệt về khí hậu và văn hóa ăn uống ảnh hưởng đến thói quen ẩm thực của Việt Nam và Trung Quốc. Những người Quảng Đông hay Quảng Tây thích nghi khá tốt với đồ ăn Việt Nam, vì khẩu vị vùng của họ cũng thiên về sự nhẹ nhàng. Nhiều netizen bày tỏ sự thích thú với vóc dáng cân đối và làn da đẹp của người Việt, thậm chí nhắc đến việc các cô gái Việt Nam có ngoại hình xinh đẹp. Một số còn hài hước rằng họ sẽ giảm cân nếu sống ở Việt Nam. Một số netizen dường như không quen với việc ăn uống tại Việt Nam, đồng thời có ý châm biếm về sự khác biệt kinh tế giữa hai nước, cho rằng chế độ ăn uống và vóc dáng của người Việt liên quan đến điều kiện kinh tế. Tóm lại, các netizen Trung Quốc dường như vừa tỏ ra ngưỡng mộ, vừa tò mò,
và đôi khi có cả thái độ châm biếm về văn hóa và phong cách sống của người Việt.